Bọn Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính quý vị, bọn Sa Đa Huy đang có mặt ở vườn của em Duy tại Khoái Châu, Hưng Yên. Và đến vườn em Duy thì bọn Sa Đa Huy nhìn thấy có một số bể đá này và một số cây cổ. Chào hai anh em nhé. Chào bạn Tài và chào em Duy. Hôm nay là một ngày thời tiết rất là đẹp. Anh bọn Sa Đa Huy về Khoái Châu có giao lưu và thăm anh em Khoái Châu. Đúng rồi. Chúc mọi người một buổi chiều thật nhiều điều vui, may mắn và hạnh phúc. Bắt tay em Duy cái gì? Bắt tay cái gì? Xin phép anh đưa anh Nam về một chút, xong là tí đã được ra. Chúng ta sẽ đến với một cây cổ của vườn em Duy. Một bộ đồng hết rồi quý vị ạ. Đổ chất quá. Duy sở hữu cây này lâu chưa Duy ơi? Em mới mang về được mấy hôm này ạ. À mới mua mấy hôm ạ? Chia sẻ với cả anh Huy cùng mọi người là đây là một cái cây cổ nguyên bản rất lâu năm rồi. Đúng không? Thì em có đến chơi nhà một người em. Thì người em mới mang về em mất là mất 2 ngày. À. Lúc bấy giờ là tiền mặt không đủ. Cho nên là em lúc bấy giờ khi nhìn thấy cái này là em về em không nói câu gì. Thế hả? Thì là về xoay tiền và xuống phát là chốt luôn. À. Chứ cũng không nói câu gì, cũng không bằng cả trả giá gì cả. Về mất ăn mất ngủ chỉ sợ người khác muốn mất. Thế là về và xoay tiền, xoay đủ tiền là xuống mới nói chuyện đúng không? Vâng. Lúc bấy giờ mình không có tiền thì khó nói chuyện đấy. Một cây cổ kính thưa quý vị là cao từ mặt chậu lên thì ước chừng khoảng 1m2 nhỉ? Yeah. 1m2 ạ. 1m2. Nguyên bản, cây cổ nguyên bản. Cây nguyên bản giả lắm. Mới về được mấy hôm? Duy ơi, mặt bên này này, mặt bên này là khả năng mặt này có đẹp hơn không? Hai mặt đều đẹp anh ạ. Ừ. Mặt đấy cũng thuận và mặt này cũng thuận. Nhưng mà mặt tổng thể ạ. Mặt này cũng thuận. Hai mặt đều đẹp luôn đây ạ. Nếu mà em để chỗ này thì cái diện tích đi vòng quanh nó hơi bị hẹp, nếu để rộng ra là hai mặt đều đẹp lắm, vuông cây. Cái mặt bên này thì cây này đẹp hơn bởi vì từ chân bệ đến đường thân. Vâng. Trông nó thuận mắt hơn, già, nó gai, cảm giác nó thuận mắt hơn. Nhìn đồ thích quá quý vị ạ, một màu đồng từ rễ lên thế rồi. Đó là đang sưu tầm một cái chậu cũ nữa để hợp với cây nhưng mà chưa tìm được chậu vừa anh ạ. Đúng rồi, chỉ còn cái bể đẹp thôi, chậu đẹp thôi. Vâng. Cây thì cây này mới mua được 2-3 ngày. À cây này cũng... Cái này là một cây cổ... Thu lại đúng không? Nguyên bản nhưng mà anh em thu lại bông răm. Hai thân già. Ui, một màu đỏ hết rồi nhỉ? Già chùn lắm anh ạ. Bệ cây này cũng mà... khi mà xong xuôi cũng cao 1m2 khoảng 1m2. Tầm đấy. Thế bạn nhìn thấy em còn một số bể đá đúng không? Vâng, em thấy những cái bể đá nó kích thước nó vừa hợp lý thì cứ mua dần để có cây nào để trồng ấy ạ. Bên này cũng vậy này quý vị này. Phía trong của Sa Đa Huy còn nhìn thấy một phô xanh Nam Điền nữa. Đổi gì bảo anh rồi, bây giờ anh bảo đổi gì cười mặt rồi. Nhìn cái đồ hoàn thiện, đồ già đồ chất. Nhìn thích quá quý vị ạ. Cây ổi rất nghệ thuật quý vị ơi. Đơn giản gì đâu. Em đi nhà thằng kia đùa lo rồi vừa. Phía trước quý vị là cây rành rành. Quý vị ơi, một cái phôi đó là già hóa đá rồi. Khủng khiếp quý vị ạ. Quý vị thấy em ấy chơi đồ chất quá quý vị ạ. Phô những cái độ già khủng khiếp. Cái này hoàn thiện cũng khoảng được 60%.
em mua bóng fan đấy, chứ mua ai bảo anh được chơi chống fan, mình bảo để cho anh ra nhìn cái này, anh có nói gì đâu. Nó mà nó lấy cả chiếc nhóm fan lấy cái này về này, hôm nọ anh ra cũng mua cái này. Cái này em mua được bóng fan nên giá đấy. Thì anh không có cái gì thì hôm nay bảo anh rồi, anh làm sao ấy được, bây giờ anh có 10 tỷ em mua rồi em bán được rồi. Ví dụ anh không lấy thì anh chỉ lại cho anh. Còn anh Cường, anh em vừa nói với anh rồi thì một số cây tường vi. Em thì có vài cây thôi anh ạ. Nhà khuôn viên trượt đáp chỗ này khoảng tầm 50 mét vuông. Cái ổi này nghệ thuật quá này Duy này. Vâng ạ. Ổi đấy em mới lên đá hả em? Lên đá 3 năm rồi anh ạ. Bây giờ nó bo đá còn hơn cả xanh rồi. À. Em khi mà quyết định lên đá cây ổi này là cũng 50-50 ấy. Yeah. À, anh bảo lên đá là chết chắc. À. Cũng may quá là nó sống. À. Chinh phục được mấy năm rồi anh ạ, hơn 3 năm rồi. Từ lúc mua về là cắt cụt ra đến đây không có gì. Thế hả? Nó nuôi ra đây. Là một tác phẩm, sau này em tháo đá em rửa hết cái đất để đi để dễ nó trơ ra bo như xanh ấy. À. Nghệ thuật lắm anh ạ. Cái này thì đường thân thì nghệ thuật rồi. Thuật lại còn lên đá nó có bị nhá, cây ổi lên đá nó có bị nhá. Ổi lên đá mà cây toi này là rất ít. Em rồi. Chưa thấy cây nào. Ừ. Xanh chi thì nhiều chưa thấy mấy đâu. Xanh si thì lên rất nhiều nhưng mà ổi thì phần nó gập củ nó vặn xoắn, ổi thì ít hơn và cắt giật như xanh luôn đấy. Một cái ổi nghệ thuật của em. Ở vườn em Duy thì có một cây hoa giấy rất nghệ thuật quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy đường thân này. Cái này cao khoảng 1 mét nhỉ Duy nhỉ? Tầm 1 mét này ạ. Tàn 1 mét. Rất nghệ thuật, ngọc bút này. Vườn em Duy thì không có nhiều cây. Không có nhiều cây lắm nhưng mà ở đây thì có một số cây xanh cổ. Và có một vài phôi tiềm năng. Và đến đây thì Pasadena Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và chào tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.